Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn cách nấu lẩu thái hải sản chua cay, vô cùng đơn giản, nhanh gọn mà không quá mất thời gian của mình. Nấu lẩu thì rất là đơn giản và nhanh gọn, tuy nhiên để nấu như thế nào phần nước lẩu mình ăn được ngon và thơm thì mời các bạn vào bếp cùng mình nha. Chỉ cần mình bỏ ra một chút thời gian thôi thì mình đã có ngay món lẩu ăn rồi. Đầu tiên mình sẽ có ở đây là nửa ký tôm. Mình có thể sử dụng cái loại tôm nào cũng được hết nha các bạn. 400g mực, 500g nghêu và 400g cái này là ba chỉ bò đó các bạn, thì khi mình nhúng lẩu ăn rất là ngon luôn. Mình sẽ có thêm ở đây là 200g thơm, khóm, 3 muỗng canh sả mình đã băm nhuyễn, 2 cây sả đập dập và cắt khúc, một bịch lẩu thái và một chai sốt lẩu thái này nha các bạn. Thì cái chai này mình có thể mua trong siêu thị, tạp hóa đều có hết. 200g nấm rơm. Gia vị mình sẽ có 8 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt. Tại vì cái trong sốt lẩu thái với lại trong cái gói lẩu thái này nó cũng có vị mặn, cho nên là mình sẽ nêm nếm cái gia vị lại nha các bạn. Muối thì mình sử dụng muối thường, cho nên là cái độ mặn nó sẽ không cao. Rau ăn kèm mình sẽ có rau muống, rồi rau nhút. Tùy theo là các bạn thích ăn rau nào thì mình sử dụng rau đó thêm vào nha. Mực thì bây giờ mình sẽ đem đi cắt khúc ra. Sau đó thì mình sẽ chẻ như vậy nè các bạn. Để khi mà mình cho vô cái nồi lẩu á, cái nó sẽ nở ra giống như là cái bông hoa vậy đó, đẹp lắm. Cắt vừa vừa thôi, đừng có cắt sâu quá, nó sẽ bị tét hết trơn luôn á các bạn. Những cái loại mực, nghêu, tôm nè, thì tùy theo ở nhà mình ha, ít hay nhiều thì mình có thể gia giảm nha. Đó, giống như cái bông ha. Mình sẽ cho vô nồi đây là 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ cho cái phần sả băm nhuyễn và sả cắt khúc cho vô để mình khử thơm lên đó các bạn. Rồi đảo đều lên nha. Nấu lẩu thì mình không thể thiếu phần sả này. Xong rồi thì mình sẽ cho những cái phần thơm khóm này vô luôn. Thì cái phần thơm này là thơm ngọt các bạn, cho vô để cho cái nước lẩu của mình nó sẽ có một cái vị thanh và thơm hơn nữa, nó không có bị chua. Tiếp đến thì mình sẽ cho luôn cái phần nấm rơm vô nha. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Nấu lẩu hải sản thì nhanh lắm các bạn, chỉ cần mình làm lên cái nước lẩu là xong. Cái mình cho những cái nguyên liệu tươi sống vô, cái mình ăn từ từ. Chỉ cần mà mình nấu nồi nước lẩu làm sao cho nó ngon là được. Rồi mình sẽ cho hết gói bột lẩu thái vô. Tiếp đến thì cái chai này mình sẽ cho là hơn nửa chai chút xíu, mình chừa lại một chút nha. Còn nếu các bạn thích chua nhiều thì mình sử dụng hết nguyên chai. Sau đó thì mình sẽ đảo đều lên. Bây giờ thì mình sẽ cho phần nước vô và mình sử dụng là 2 lít 2 nước ha. Nồi nước lẩu của mình lên màu đẹp lắm luôn các bạn. Thường thì mình hay sử dụng cái chai sốt lẩu thái đó cho vô thêm, ăn rất là ngon luôn. Rồi tiếp đến thì mình sẽ cho những cái gia vị lúc đầu mình chia sẻ nè, muối, đường và bột ngọt nha. Nấu món lẩu này thì mình sử dụng hơi nhiều đường, tại vì nó sẽ có một cái vị ngọt ngọt chua chua nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái phần nước lẩu này sôi lên một chút và cho nấm rơm chín luôn nha. Khi mà sôi lên rồi, có những cái phần bọt thì mình sẽ hớt, mình bỏ đi. Thì mình sẽ nấu thêm tầm chừng vài phút nữa thôi các bạn. Cho nấm rơm nó hơi chín là được, tại vì mình còn cho ra cái nồi lẩu mình ăn từ từ đó. Nấu thêm tầm 3 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Nước lẩu rất là thơm mà ngon luôn các bạn, mà lên màu đẹp nữa nè. Thì khi mà mình nấu xong rồi á, mình sẽ chiết ra cái nồi nhỏ chút xíu để mà mình ăn từ từ nha. Còn nếu mình ăn gia đình một lần á, thì các bạn khỏi chiết cũng được. Một nồi lẩu như vậy thì mình chiết ra được tầm 2 nồi nhỏ đó. Khi mà mình ăn kèm với lẩu thì mình có thể cho thêm rau quế nè, ngò ôm rồi ngò gai nữa. Phần này thì mình sẽ cắt khúc nha. Các bạn ăn thì mình cho, còn không ăn thì mình khỏi để, không sao hết. Khi mà mình bắt cái nồi lẩu lên bếp rồi á, mình sẽ cho mực vô, rồi cho tôm vô. Tại vì cái nước lẩu này nó nóng rồi các bạn, cho nên mình sẽ cho vô luôn. Còn nếu mà các bạn nồi lẩu nó nguội thì các bạn nên nấu cho nó sôi lại rồi mình hãy cho vô nha. Rồi mình sẽ cho
nghêu rồi cho thịt bò vô. Thường thì mình rất là thích ăn cái bò ba chỉ này để làm lẩu các bạn, hoặc là nướng cũng được, nướng thì ăn rất là ngon luôn. Đây, khi mà mình ăn mực đó các bạn, nó sẽ nở ra cái bông vậy nè, dễ thương và đẹp lắm. Thường thì mình ăn chung với gia đình nè, người thân của mình á, mình cũng hay nấu như vậy đó các bạn. Nó nhanh, nó gọn mà cũng không quá mất thời gian của mình, không quá cầu kỳ nữa. Khi mà nước lẩu sôi trở lại rồi á, thì tôm nè, những cái phần này đã chín rồi các bạn, thì bây giờ mình chỉ việc múc ra ăn chung với bún thôi. Rau thì các bạn có thể trụng sơ qua, còn không thì mình cho trực tiếp vô cái nồi luôn nha. À, cho trực tiếp vô nồi lẩu luôn á thì nó sẽ càng ngon hơn. Rồi thì mình sẽ múc cái nước lẩu vô cái tô nè. Ăn với bún hoặc là các bạn ăn với mì, mì không gia vị nha thì nó mới ngon và không bị mặn. Lâu lâu thì mình đổi món cho gia đình một bữa, nấu ngay món lẩu này đãi cả nhà. Hoặc là trong những cái ngày lễ Tết nè, những cái ngày sum họp gia đình, bạn bè và người thân, thì các bạn hãy nấu ngay cái nồi lẩu Thái hải sản này. Người lớn trẻ nhỏ đều rất là thích ăn trong những dịp sum họp ha. Rồi, video của mình thì chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Các bạn muốn ăn món lẩu gì, hãy bình luận ngay bên dưới nha.